Vợ chồng Beckham ăn chay, tập khí công. David Beckham và cô vợ Victoria đã tham gia một khóa chăm sóc sức khỏe đặc biệt tại thị trấn Baden-Baden, Đức. Chi phí ban đầu cho mỗi cá nhân tham gia vào khoảng 3.400 bảng trên người. Điểm nhấn đầu tiên từ khóa chăm sóc sức khỏe kết hợp Đông Tây, Kim cổ là cách ăn uống. Thay vì các loại thịt như trước kia, mỗi học viên giờ đây chuyển sang chế độ ăn chay với thành phần chủ yếu là thực vật. Theo lời thừa nhận từ Beck, việc thay đổi thói quen ăn uống là không hề dễ dàng. Thậm chí Beck suýt chút nữa còn tính đến chuyện bỏ cuộc bởi cảm thấy hao hụt năng lượng so với trước. Mặc dù vậy, Beck đã dần thích nghi và bắt đầu cảm thấy thực sự thú vị nhờ sự động viên, khích lệ từ cô vợ Pass vốn quen với chế độ ăn chay. Bên cạnh đó, Beck còn được đầu bếp riêng trao đổi nhằm điều chỉnh thành phần, nguyên liệu mỗi bữa cho phù hợp với khẩu vị. Hơn thế nữa, cựu danh thủ người Anh được hướng dẫn một cách tỉ mỉ trong việc chế biến những đồ ăn thức uống thuần chay như cách nghiền xoài và bơ, làm dưa hấu hun khói, món nấm kiểu bánh mì nướng. Cùng với chuyện bỏ thịt ăn rau, cặp đôi Beck và Pass được hướng dẫn kỹ càng khi tham gia vào các buổi tập khí công. Thông qua đây, Beck làm quen với những động tác cơ bản để dùng hơi thở hòa hợp với vận động của cơ thể, đồng thời luyện lắng nghe cảm giác của mình đối với nội tạng. Môn khí công không quá huyền bí như nhiều người ngộ nhận, Beck chia sẻ trên tờ Daily Mail, bản chất của nó là dùng chuyển động của hơi thở để duy trì nguồn năng lượng vững bền cho cơ thể. Động tác tập khí công cũng không quá khó để nắm bắt. Cũng như Beck, cô vợ Pass hào hứng ra mặt trong suốt quá trình theo tập khí công để lĩnh hội những động tác căn bản. Không chỉ luyện khí công, Beck và Pass còn duy trì sự dẻo dai của cơ thể qua màn luyện đi bộ đường dài kiểu Bắc Âu với việc vận động liên tục. Ha ha ha, 问什么的说。